mọi người vào lại với em nhá. Mọi người vào xem em phát lại nhá, em phát lại livestream mới này. Em phát lại live mới nhá, mọi người vào vào lại với em đi ạ. Như thường lệ là ở đầu livestream lúc nào cũng sẽ có mini game nhá, thế nên mọi người vào chơi mini game với em đi ạ. Lúc nào em live lại cũng sẽ chơi mini game và sẽ tặng cho mọi người. Tí nữa em sẽ tặng luôn cho mọi người một cái váy rất là đẹp, một cái váy rất là đẹp luôn nhá. Mọi người share livestream cho em đi ạ. Mọi người share vào 5 nhóm để được nhận áo cộng đồng đơm ai chị? Thùy Trang Nguyên á? Nhiều không? Mấy thứ? Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết là đang xem đi ạ. Váy. Váy kẻ gì? Len đúng không? Đúng rồi, váy kẻ len. Bán lại đi. Áo dạ hôm nay em like ở bên cơ sở ao xe nhá, sẽ không có. Hôm nay sẽ không like áo dạ. Nếu mà mọi người xem áo dạ thì ngày mai em sẽ like áo dạ cho mọi người nhá. Mọi người ai đang xem comment cho em biết đang xem đi ạ. À, em sẽ tặng luôn cho mọi người một cái váy cực kỳ đẹp luôn. Tặng tri ân cho mọi người luôn nhá. Em sẽ tặng mọi người tri ân luôn một cái váy rất là đẹp. Mọi người share cho em livestream nhiều đấy ạ. Đẩy view cho em cao lên thì em sẽ tặng cho mọi người một cái váy rất là đẹp. Ai đã chia sẻ rồi thì comment cho em biết đã chia sẻ nhá. Mọi người muốn xem cái mẫu gì, len hay là nỉ hay là áo khoác. Tí nữa em sẽ chơi mini game xong rồi em sẽ tặng cho, rồi em sẽ like cho mọi người nhá. Len nỉ với áo khoác là chưa ở tại cửa hàng. Tại cửa hàng hiện tại rất nhiều mẫu áo len, áo nỉ với cả áo khoác. Rất là đẹp, nó chưa toàn là hàng tuyển chọn thôi ạ. Toàn hàng tuyển chọn thôi nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Mà kiểu dáng nó cũng độc. Mọi người share livestream cho em lên nhá. Lên 150 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game. Thế nên mọi người share nhanh nhanh cho em lên đi ạ. Share nhanh tay nhá, share nhanh tay lên đi ạ. Ok, sẽ like từng mẫu một nhá. Có rất là nhiều mẫu, thế nên mọi người đừng rời livestream nhá. Và mọi người share cho em nhiều lên đi ạ. Share nhiều cho đẩy view lên cao thì bán hàng mới thích. Đây. Em sẽ tặng luôn cho mọi người một cái váy này nhá. Một cái váy đỏ này. Em sẽ chơi mini game và tặng luôn cho mọi người váy đỏ. Váy đỏ ở dưới chân pha gen nhá. Váy đỏ pha gen này. Sẽ chơi mini game tặng tri ân luôn cho mọi người. Một cái váy này rất là đẹp. Mọi người share livestream lên cho em nhá. Mọi người share càng nhiều thì lượt tương tác càng nhiều. Cái em đang mặc là một set nhá. Cái em đang mặc là một set bao gồm một váy 2 dây với cả một cái áo phông như em đang mặc này. À còn váy đỏ rớt vai ý ơi. Còn váy đỏ rớt vai nhá. Váy đấy hình như đang sale là 165 à. Ý hỏi. Dung. Mọi người sẽ livestream cho em đi ạ. Ai đã chia sẻ rồi thì comment cho em biết đã chia sẻ nhá. Váy đang mặc là một set, em sẽ đứng lên này. Ok ý ơi, chị ơi, ý lấy cái set đỏ nhá. Ai đâu, cái váy đỏ Quảng Châu ấy, váy đỏ rớt vai ấy. Đây nhá, cái set đang mặc là một set này. Ở bên trong là váy 2 dây body nhá. Ở bên trong là váy 2 dây body, ở bên ngoài là một cái áo như em đang mặc này. Cả một set này chỉ có giá là 160.000 thôi nhá. Cả một set là 160.000. Đây là set hàng Quảng Châu nhá. Set hàng Quảng Châu cam kết chất cực kỳ đẹp luôn. Cam kết chất cực kỳ đẹp luôn cho mọi người. Em chào chị Hiền Bi Ken nhá. Mọi người ơi, bây giờ sẽ chơi mini game luôn nhá. Chơi mini game luôn này. À không bán lẻ áo đâu ạ. Nhà em chỉ bán theo set thôi nhá. Set này chỉ 160.000 thôi, mọi người mua về. Có thể mặc tách set cũng được mà. Mua về mặc tách set, mặc váy không hoặc là mặc áo không cũng được. Em sẽ chơi mini game này. Chơi mini game tặng váy này cho mọi người. Đây nhá, mọi người sẽ đoán số cuối của hai tờ tiền này. À, số cuối của tờ tiền này nhá. Em sẽ cho mọi người một gợi ý. Chị cứ ra đi ạ. Bởi vì không nhìn thấy đâu. Em sẽ cho mọi người một gợi ý nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50 nhá. Một con số từ 10 cho đến 50. Mọi người share livestream nhiều nhiều lên giúp em đi ạ.
một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50. Đầm đỏ em cầm là em sẽ tặng tri ân cho mọi người nhá. Thế nên là chị chơi mini game đi ạ. Chị chơi mini game đi, biết đâu may mắn sẽ được một cái váy này luôn. Em chào chị Nhi Nguyệt nhá. Mọi người bắt đầu comment đoán số đi ạ. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 40 nhá. Từ 10 cho đến 40, 20, 12 size này. Em chào chị Hà Lê ạ. 25 size nhá. 36 size mọi người nhớ là. Mọi người nhớ là mọi người nhớ chia sẻ đủ các bước giúp em. Mọi người comment hai lượt comment tương ứng với cả một lượt chia sẻ nhá. Set áo phông váy chấm bi hết rồi ạ. Set áo phông váy váy chấm bi hết rồi nhá. Mọi người nhớ là chia sẻ đủ các bước cho em này. Hai lượt comment tương ứng với cả một lượt chia sẻ. Tức là nếu mà mọi người chia sẻ 5 lần thì mọi người sẽ được comment 10 lần nhá. Còn nếu mà mọi người comment hơn ý ạ, thì mọi người phải chia sẻ hơn cho em. Nhưng mà nếu mà mọi người ai mà muốn kiểu tương tác kiểu nhiều ý ạ, bởi vì chơi mini game này rất nhiều comment bị ẩn nhá. Mọi người muốn tương tác càng nhiều thì em sẽ nhìn thấy comment của mọi người hơn. Thì mọi người càng chia sẻ nhiều lên thì mọi người sẽ có tương tác càng nhiều hơn nhá. Lượt tương tác nó sẽ càng nhiều hơn, mọi người càng chia sẻ nhiều. 36 size nhá, 53 size này. Ok, bây giờ mọi người comment đoán số đi nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50. Từ 10 cho đến 50 nhá. 46 size ạ, 18 size, 27 size này, 34 size, 07 chưa nằm trong gợi ý rồi. 12 size nhá, 33 size. 14 size ạ, 22 size này, 14, 15, 16 size hết. 25 size nhá, chưa có ai comment đúng cả, mọi người comment nhanh tay lên đi ạ. Và mọi người nhớ là chia sẻ mạnh tay giúp em nhá. Chia sẻ càng nhiều thì lượt tương tác càng nhiều. Bởi chơi mini game này nhiều comment lắm ý ạ. Mà em chỉ nhìn, hiện tại em chỉ nhìn thấy rất là ít người comment thôi. 26 size, 42 size ạ. 2 mà comment nhiều mà không chia sẻ đủ các bước thì em sẽ không tính đâu nhá. Mọi người nhớ là chia sẻ đủ cho em 2 lượt comment tương là 1 lượt chia sẻ. 2 lượt comment tương là 1 lượt chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Đây nha, em sẽ dơ lại cho mọi người. Nếu ai vào sau này, ai vào sau em sẽ dơ, em sẽ nói lại cho mọi người. Em sẽ tặng cho mọi người một cái váy này luôn nhá. Một cái váy gen này. Váy chữ alpha gen luôn cho mọi người, tặng tri ân luôn nhá. Váy này bình thường là hơn 200 đấy ạ. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50. Từ 10 cho đến 50 này. 38 size, 24 size, 11 size, 33, 48 size rồi ạ. 12 size nhá. 35 size, 19 size. Vẫn chưa có ai comment đúng cả. Mọi người comment những cái số nào mà em đọc sai rồi ạ thì mọi người đừng comment lại nữa. Mọi người hãy comment những số mới đi. 30 size mọi người comment những số khác đi ạ. 11 size, 20 size này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50 nhá. Rất nhiều comment đoán nhưng mà lượt chia sẻ rất là ít. Mọi người xem mọi người có chia sẻ đủ các bước không đấy ạ. Mọi người nhớ là chăm comment nhớ chia sẻ đầy đủ cho em nhá. Em sẽ tặng cho mọi người một cái váy này. 17 size nhá, 14 size, 15 size, 49 size này, 18 size, 21 size. Vẫn chưa có ai comment đúng cả. Những cái số 2 mấy em đã đọc rất là nhiều rồi. Thế nên mọi người đừng có đoán lại nữa nhá. 23 size, 35 size, 49 size. Mấy cái số này cũng đọc rồi sao ấy. Shop em ở số 2 ao sen Hà Đông nhá. Số 2 ao sen Hà Đông. Mọi người có thể qua shop để xem hàng nhá. Hoặc là nếu mà ai đặt thì mọi người có thể qua shop để lấy hàng. 24 size, 35 size, 32 size nhá. Em sẽ cho luôn mọi người một gợi ý. Đây là một con số lẻ nhá. Đây là một con số lẻ. Một con số lẻ từ 10 cho đến 50. Một con số lẻ từ 10 cho đến 50 nhá. Mọi người comment đi ạ. Một con số lẻ nhá, số lẻ nhá mọi người ơi.
10, 14 đều là số chẵn mất rồi. Số lẻ nhá. Số lẻ 11 sai. Một con số lẻ từ 10 cho đến 50 nhá. Mọi người comment nhiều thì mọi người phải chia sẻ nhiều cho em. Đây nhá, em sẽ giơ lại cái váy tặng này. Váy tặng lần này cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp, cái này đi tiệc hay là đi đám cưới các kiểu thì hết nhá. 19 21 size này. 37 size, 43 size, 23 size, sao vẫn chưa có ai trả lời đúng thế? Mọi người comment nhanh đi ạ, xong rồi sẽ bán hàng mới nhá. Xong rồi sẽ like cho mọi người. 23 size, 45, 47 size. Ok, đã có một chị trả lời đúng rồi này. Đã có một chị comment đúng rồi nhá. Đây là con số 34, 31 này. 31 nhá, đây là con số 31 này. 31 xin chúc mừng chị Minh Ngọc. Chị Minh Ngọc nhá, chị Minh Ngọc này. Ok, em xin chúc mừng chị Minh Ngọc. Chị cáp lại màn hình. Chị cáp lại màn hình. Chị comment với cả lượt chia sẻ nhá. Để bên em sẽ kiểm tra. Rồi chị inbox cho shop em nhá. Em sẽ tặng váy này cho chị Minh Ngọc. 31. Mọi người bây giờ sẽ like hàng mới nhá. Bây giờ sẽ like hàng mới này. Mọi người đừng comment đoán số nữa. Bây giờ sẽ like sang hàng mới rồi. Em sẽ like váy set váy em đang mặc trước nhá. Set váy em đang mặc này. Set váy em đang mặc là set hàng Quảng Châu nhá. Bao gồm một cái váy 2 dây ở bên trong. Đây này, một cái váy 2 dây nhá. Váy 2 dây body với cả một cái áo phông. Một áo phông ở bên ngoài. Ở cái này bao chu nhá. Cái phần tay này bao chu này. Set này là set Quảng Châu, có giá là 160k một set. Cả một set chỉ 160.000 thôi nhá. Đây ạ, kiểu dáng body. Nhưng mà nếu mà ai kiểu bụng hơi to một tí ạ thì không sợ bị lộ bụng đâu. Bởi vì cái áo này nó sẽ che hết rồi này. Áo này dáng suông nhá. Giá là 160k, mọi người đừng comment đoán số nữa ạ. Mini game, đã kết thúc mini game rồi nhá. Set váy này có giá là 160.000 hàng Quảng Châu nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Váy giống váy tặng hết rồi nhá. Bởi vì chỉ có một cái thôi em đã tặng mất rồi. Mọi người em sẽ like hàng khác nhá. Mọi người đừng comment đoán số nữa. Có chị nào bây giờ vẫn comment đoán số? Hay là nó nảy comment chậm nhở? Đây nhá, xếp váy em mặc có ai lấy không ạ? Nếu mà không ai lấy thì em sẽ qua mẫu áo nỉ cho mọi người nhá. Em sẽ qua mẫu khác cho mọi người luôn này. Nỉ hàn nhá. Áo nỉ hàn cực kỳ đẹp. Xeo luôn. Áo nỉ chữ hàn nhá. Em sẽ lên mẫu áo nỉ chữ hàn. Áo nỉ chữ hàn này. Mọi người mặc với cả chân váy hoặc là quần dài, quần bò các kiểu nhá thì sẽ đẹp hơn. Đây là em mặc mẫu lên cho mọi người nhìn lên dáng thôi ạ. Mẫu áo nỉ này nhá, hiện tại sale còn 95k. Giá hiện tại là 95k một cái nhá. Đây ạ. Cái này là chất nỉ nhá. Chất nỉ da cá. Chất nỉ da cá rất là đẹp, chữ hàn này. Chữ hàn thêu nhá. Giá là 95.000 một cái. 95.000 một cái, có hai màu này. Có hai màu nhá, màu vàng với cả màu xanh coban. Màu vàng với cả màu xanh coban nhá. Giá là 95.000. Ai lấy thì chốt cho em là 95k kèm màu. 95k kèm màu nhá. Chỉ có hai màu thôi ạ. Hai màu này là chung ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Đây là màu xanh coban với cả màu vàng, kiểu màu vàng mù tạt nhá. Rất là đẹp, giá là 95.000. Đằng sau đây ạ. Mẫu này mọi người tầm dưới 60 nhá, 2 cân đổ lại nhá. Dưới 62 cân đổ lại mặc vừa. Ai lấy mẫu này thì comment cho em nhá. Chữ thêu này rất là đẹp. Giá là 95k. Giá là 95k nhá. Mẫu này cũng rất là hot rồi, bán được rất là nhiều. Hiện tại là ở bên cửa hàng mới còn thôi ạ.
hiện tại là ở bên cửa hàng mới còn thôi nhá, còn ở bên kho thì hết mất rồi. Thế nên mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em nhá. Chị Hà Màu để lại cho em xin số điện thoại với ạ. Hiện tại ở cửa hàng mỗi màu chỉ còn tầm 3 cái thôi. Thế nên là mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em nhá. Không là hàng sẽ không về nữa đâu ạ. Nếu mà hết thì hàng sẽ không về nữa đâu nhá. Mọi người chốt nhanh cho em đi ạ. Chị Phương Dung Thùy lấy một cái màu vàng này, 95k vàng này. Nhà em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người nhá. Đây ạ. Tang này, tang Zara nhá, chất cực kỳ đẹp, nói chung là chất cực kỳ đẹp. Chất nỉ da cá nhá. Ok, chị Hà Mò 95k xanh này. Màu xanh chỉ còn 2 cái thôi nhá. Bây giờ chỉ còn 1 cái này. Màu vàng thì còn 2 cái, màu xanh còn 1 cái nhá. Vàng còn 3 cái. Màu vàng còn 3 cái, màu xanh còn 1 cái này. Màu xanh coban này rất là đẹp. Màu vàng này thì mặc lên rất là tôn da luôn này. Cái này mọi người mà mix với cả chân váy hoặc là quần dài rất là đẹp. Giá là 95k nhá. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 95 kèm số điện thoại đi ạ. Ai lấy chốt nốt cho em nhá, xong rồi sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người. Đây chữ Hàn Quốc thêu mặc kiểu đúng kiểu Hàn Quốc luôn. Mặc đúng kiểu Hàn Quốc rất là đẹp. Dưới 62 cân đổ lại mặc vừa nhá. Dưới 62 cân đổ lại mặc vừa. Mọi người lấy áo này thì chốt cho em là 95k kèm màu. 95k kèm màu kèm số điện thoại nhá. Mỗi màu, màu xanh thì còn duy nhất một cái, còn màu vàng thì còn 2 cái nhá. Ai lấy thì chốt nốt cho em đi ạ. Giá là 95k, chất nỉ da cá cực kỳ đẹp nhá. Đây ạ. Nói chung là hai màu này màu nào cũng rất là đẹp luôn. Giá là 95.000. Ai lấy thì chốt cho em nhá, xong rồi sẽ qua màu khác luôn ạ. Em sẽ qua mẫu nỉ khác cho mọi người nhá. Sẽ qua áo nỉ cho mọi người. Chị Anh Tuyết không giấu lấy màu vàng này, ok ạ. Em chốt cho chị Anh Tuyết một cái màu vàng này. Cái nỉ đấy còn số lượng ít nhá, mọi người ai lấy thì chốt nốt cho em đi. Mỗi màu bây giờ chỉ còn một cái thôi ạ. À shop em ở số 2 Ao Sen Hà Đông nhá. Số 2 Ao Sen Hà Đông. Đây ạ, mẫu áo nỉ này. Mẫu áo nỉ màu nâu nhá, màu nâu tây. Màu nâu đậm. Mặc áo con hạc, ok tí em sẽ mặc áo con hạc luôn đây. Màu nâu đậm nhá, đây ạ, có chữ ở hai bên tay rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn, có giá là 150k. 150k nhá, ở bên trong lát lông này. Đây ạ, ở bên trong lát lông nhá, cực kỳ ấm luôn. Mặc cái áo này, mọi người chỉ cần mặc một cái là cực kỳ ấm luôn rồi. Giá là 150.000. Cái gì? Gần trường bưu chính đúng không? Đúng không? À vâng, gần trường bưu chính nhá. Mẫu này tầm dưới 54 cân đổ lại mặc vừa. Dưới 54 cân đổ lại nhá. Giá là 150.000 này. Kiểu dáng hơi kiểu thụng thụng rất là đẹp. Kiểu dáng ngắn ngắn nhá. Mọi người mặc với cả quần cạp cao ấy, với cả chân váy rất là đẹp đấy ạ. Giá là 150.000 nhá. Ở bên trong lát lông này. Ai lấy thì chốt cho em nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại đằng sau đây nhá. 150k kèm số điện thoại. Em sẽ qua mẫu áo. Chị Hà Mò 150k dồn đơn này. Ở bên trong lót lông rất là đẹp luôn đấy ạ. Dày dặn. Em sẽ lên mẫu áo hạc nhá. Mẫu áo nỉ hạc. Áo nỉ hạc ở bên trong cũng lót lông luôn. Mấy mẫu nỉ này mặc lên thì rất là ấm. Đây ạ, mẫu áo nỉ hạc đấy nhá. Mẫu áo nỉ hạc này. Mẫu này tầm dưới 57-58 cân đổ lại mặc vừa nhá. 57-58 cân đổ lại mặc vừa. Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Màu này cũng rất là đẹp, màu ghi sáng nhá, không hề kén da. Đây ạ,
ở bên trong lót bông rất là ấm nhá. Đây là áo nỉ lót bông rất là ấm này, có giá là 140.000. Áo hạc này có giá là 140.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại, 140k kèm số điện thoại này. Lên giá rất là đẹp luôn, 140.000 nhá. Đây em đứng gần cho mọi người xem này. Con hạc cũng rất là đẹp. Giá là 140k, ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. À áo nỉ có mũ, có hình như có một cái à có. Đây là nhung. Có một cái màu vàng nỉ có mũ này. Nhà em chỉ có một đúng một cái màu vàng nỉ này có mũ. Áo nỉ màu vàng nhá. Áo em đang mặc chỉ có duy nhất một màu thôi nhá. À đây là hàng hai hen tuyển chọn nhá, thế nên là mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái. Mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái và một màu thôi ạ. Ok em sẽ like xong rồi sẽ like mẫu váy cho mọi người. Đây nhá, áo nỉ mũ này giá là 110k này. Áo nỉ mũ màu vàng này có giá là 110k nhá. Màu vàng này mặc lên rất là nổi. Áo nâu nâu này nhỉ? À tí nữa em sẽ mặc luôn nhá. Mẫu này tí nữa em sẽ mặc luôn cho mọi người. Áo nỉ mũ kiểu hoodie này có giá là 110.000 này. Áo hạc chỉ có duy nhất một màu thôi ạ. Chỉ có duy nhất một màu, bởi vì đây là hàng tuyển chọn nhá. Mỗi một cái áo chỉ có duy nhất một cái, thế nên là sẽ không có cái thứ hai đâu ạ. Chỉ có duy nhất một mẫu thôi nhá. Mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái. Áo nỉ mũ này có giá là 110.000. Nỉ mũ 110k nhá, ở bên trong lót bông này. Ở bên trong lót bông nhá, giá là 110k. Ai lấy thì chốt cho em là 110.000 kèm số điện thoại. Áo hạc em đang mặc có ai lấy không ạ? Giá là 140.000. Ở bên trong cũng lót bông luôn này. Ở bên trong là nỉ lót bông nhá, giá là 140.000. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Ai lấy thì chốt là 140 kèm số điện thoại nhá. Sau đây sẽ qua mẫu khác cho mọi người. Cái này mẫu này cực kỳ đẹp luôn ạ. Thế mà không ai chốt à? Mẫu hạc này mặc lên rất là đẹp luôn. Màu ghi sáng. Một trăm mười k chốt cho chị Nguyễn Thu Hiền này. Cái vàng em chốt cho người khác rồi chị ạ. 110k chốt chị Nguyễn Thu Hiền nhá. Nguyễn Thúy Hiền. Mọi người ai lấy hàng thì chắc chắn lấy cho em nhá, không đổi sẽ là mất công đấy ạ. Giá là 110.000 nhá. Áo nỉ màu nâu này, áo nỉ này kiểu chất nỉ mỏng mỏng. Không phải nỉ mỏng mà là nỉ mềm mềm. Áo nỉ màu nâu sáng nhá, màu kiểu màu nâu nâu bé bé. Cái này dáng form kiểu hơi rộng rộng một tí này. Đây ạ, cái này kiểu form hơi rộng rộng một tí nhá. Form hơi rộng rộng một tí, dưới 65 cân cũng có thể mặc vừa. Kiểu hơi kiểu tay rơi rơi nhá. Kiểu tay hơi rơi rơi nhá. Giá là 130.000. Nỉ này có giá là 130k nhá. Mẫu này dáng form kiểu rộng rộng, thế nên là tầm dưới 65 cân mặc vừa nhá. Dưới 65 cân mặc vừa, giá là 130.000. Giá là 130k nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. 130 kèm số điện thoại nhá. Màu nâu be rất là đẹp. 130 chốt cho chị Mẫu Min này, ok ạ. 130 chốt cho chị Mẫu Min nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Có một cái nỉ đỏ lót lông này. Nỉ đỏ lót lông nhá. Lót bông nó bông ở bên trong. Đây anh sẽ mặc lên cho mọi người. Ok, đợi em một tí rồi em sẽ thử cho chị cái nhá. Áo màu vàng nhá. Đây ạ, nỉ đỏ số nhá. Quên mở cái này bao nhiêu. Váy sọc em đang mặc nó là bán theo một set nhá.
một set, tí nữa em sẽ mặc lại set này cho mọi người. Đây ạ, áo nỉ đỏ này có giá là 130k nhá. Ở bên trong lót bông này, giá là 130.000. 130.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. Mẫu này là form tầm dưới 54 cân đổ lại. Form dưới 54 cân đổ lại mặc vừa nhá. Giá là 130.000. Một trăm ba mươi k này, ai lấy thì chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. Mọi người có thích nhung không ạ? Mọi người có thích áo nhung không? Để em sẽ mặc áo nhung. Áo nỉ kẻ này còn một cái này, giá 89k này. Nỉ kẻ này giá 89k nhá. 89k này, ai lấy thì chốt cho em là 89 kèm số điện thoại đấy ạ. Chất da cá cực kỳ đẹp luôn. Không có màu khác đâu ạ. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi ạ. Còn mẫu này thì ok, xong em sẽ like áo nhung nhá. Đây ạ, mẫu kẻ này có giá là 89k này. Ai lấy thì chốt cho em là 89 kèm số điện thoại. 89k kèm số điện thoại nhá. Cái này form kiểu cũng rộng, form kiểu thụng thụng ý ạ. Phông tay dài thì không có phông tay dài đâu ạ, chỉ có len với cả nỉ thôi. Len nỉ với cả nhung thôi nhá. Áo nhung thì chất cực kỳ dày dặn luôn. Đây có một áo nhung hình cái này mình sẽ khai xem hình này. Okay. Cái này như kiểu gấu bông luôn ý. Váy kẻ em đang mặc nó là một set nhá. Váy kẻ em đang mặc là một set. Đây nhá, áo nỉ này. Ủa, áo nhung quên mất. Áo nhung. Cái này mặc có mặt thành gấu bông mất. Yêu vãi. Áo nhung nhá, áo nhung hình hoạt hình nhá. Đây nhá, hình hoạt hình này. Lấp lánh nhìn rất là đẹp. Chất nhung cực kỳ dày dặn luôn. Mọi người mặc một cái áo này ý, đã đủ ấm rồi. Áo này có giá là 200k nhá. Áo em đang mặc có giá là 200k. Chất nhung cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là dày dặn lắm. Cái này kiểu lông ý nhỉ, không phải nhung. Cái này kiểu lông lông ý ạ. Như kiểu áo lông, cái này là kiểu áo lông. Kiểu áo lông nhá, giá là 200.000. Ở ngoài chất đẹp đẹp cực kỳ luôn. Mọi người nhận hàng, mọi người xem đi ạ. Chất cực kỳ đẹp. Giá là 200k nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 200 kèm số điện thoại. 200k kèm số điện thoại này. Cái này bằng lần trước đấy. Đúng không? Cần nhớ. Như thế à, không thấp hơn là được rồi. Cái này có giá 200.000 nhá. Mọi người không ai thích thì em sẽ qua mẫu khác. À vâng, ok, em sẽ ấy mặc lại set và em đang mặc. Áo này dày quá. 89k áo phông, ok chị Bùi Thị Quỳnh Như ạ. Áo phông kẻ cho chị Bùi Thị Quỳnh Như này. Phông kẻ da cá chất cực kỳ đẹp. 89k chị Bùi Thị Quỳnh Như này. Xét đúng không? Chị xem xét này. À còn một cái áo này nữa. Đây nhá, em sẽ cho mọi người xem xét ra mặc. Xe ra mặc nhá, đây là một cái váy 2 dây ở bên trong này. Là cái váy 2 dây body nhá. Váy 2 dây body xẻ một bên này. Với cả một cái áo phông. Một cái áo phông dài tay. Một cái áo phông tay bo chun nhá, rất là đẹp. Đây là set hàng Quảng Châu nhá. Set hàng Quảng Châu chứ không phải set kiểu hàng Việt Nam. Các kiểu hàng Việt Nam mà chất mỏng đâu ạ. Vậy nhá, một set này có giá là 160.000. Giá sale là 160k nhá. Mọi người có thể mặc lệch vai như em đang mặc này. Hoặc là mọi người có thể mặc trễ vai nhá. Trễ vai này. Hoặc là cổ thuyền.
Nói chung là mọi người tự mặc thế nào cho hợp với cả mình là được. Ở phần tay có bao chun rất là xinh này. Giá là 160k cả một set nhá. Như em này sẽ mặc lệch vai, nhìn nó sẽ kiểu rất là đẹp. Giá là 160k một set này. Ai lấy thì chốt cho em là set 160 kèm số điện thoại. Anh nhau ở đằng sau này. Mẫu này chỉ tầm dưới 54 cân đổ lại thôi ạ. Chị Nguyệt An, chị Nguyệt An cho em xin số điện thoại. Chị Nguyên An, chị Nguyên An cho em xin số điện thoại. Ok ạ, ok em chốt chị Nguyên An set này nhá. Set này cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ chốt set này cho chị Nguyên An này. Hàng Quảng Châu nhá. Nhưng mà hiện tại em cứ mặc tạm cái váy này. Chốt cho chị Nguyên An set Quảng Châu 160k này. Em sẽ lên áo nỉ hạc này. Áo nỉ hình con chim kiểu lấp lánh nhá. Tay lỡ. Đây ạ, áo nỉ hình con chim này. Hình con chim nhá. Tay kiểu lơ lỡ rất là xinh này. Giá là 140k. Áo nỉ này có giá là 140.000 nhá. Đây ạ. Kiểu kim tuyến lấp lánh rất là nổi. Đấy ạ, kiểu long lanh luôn ý. Giá là 140.000 nhá. 140.000 mặc lên nhìn kiểu rất là nổi. Hai con chim này, long lanh. Giá là 140k này. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại nhá. Tay lỡ mọi người mặc thời tiết mùa thu là được rồi đấy ạ. Hoặc là bây giờ mặc cũng được rồi. Bởi vì nó cũng se lạnh. Giá là 140.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Cái này gọi là chất nhung hay cái này gọi là chất lông này. Nhung như lông. Cảm thấy kiểu gì lông nhung. 160 hết rồi nhá chị ơi. Set 160 hết rồi ạ. Mới mẫu chỉ có đúng một cái thôi, mọi người không chốt nhanh là sẽ hết đó. Áo kiểu áo nhung, kiểu lông nhung. Áo nhung nhá. Áo nhung màu xanh rêu này. Áo nhung màu xanh rêu chữ H nhá, chữ H ở đằng trước này, đây ạ. Lên dáng cực kỳ đẹp. Áo nhung này có giá là 160k. Áo nhung này có giá là 160.000 nhá, đây ạ, chất nhung cực kỳ đẹp luôn này. Chất nhung rất là đẹp nhá, màu này ở ngoài cũng rất đẹp, màu kiểu màu nâu rêu, màu kiểu rêu ấy ạ. Giá là 160k nhá. 160.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Rất là đẹp, chất cực kỳ dày dặn nhá. Giá là 160.000. Ai lấy chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em nhé, sau em sẽ qua mấy mẫu áo khoác cho mọi người. Hoặc là qua mẫu váy len nhá. Qua mẫu váy len cho mọi người nhá. Nó sửa giá chứ. Váy len màu xanh rêu nhá. Váy len màu xanh lá chứ. Đây ạ, váy len màu xanh rêu này. Váy len màu xanh rêu. Cái này là chất len ép nhá. Cái này là chất len kiểu chất len ép ấy ạ. Đây ạ. Tay nó kiểu le loe rất là xinh này. À cái này có giá là 170k nhá. Váy len này có giá là 170.000.
chất cực kỳ đẹp luôn, màu xanh lá đậm nhá. Màu xanh lá đậm, giá là 170k, dáng suông này. Dáng suông rất là dễ mặc mọi người, tầm dưới 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Với cả bầu bì cũng bon chen thoải mái đấy ạ. Giá là 170.000. Ờ, sẽ kẻ hết mất rồi chị ơi. Lúc nãy thì không ai chốt, bây giờ thì mọi người tranh nhau chốt. Sẽ kẻ hết rồi nhá. Bây giờ sẽ like sang váy, váy với cả áo rồi ạ. Len dài qua gối nhà em có khoác len nhá. Có khoác len dài qua gối. 170 chị Yến Phạm này. Ok ạ, ok chốt cho chị Yến Phạm này. Chất len S cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Mọi người cứ yên tâm, hàng len nhà em thì chỉ có đẹp thôi, bởi vì là hàng tuyển chọn rồi. Có một cái khoan len đỏ chất len ép rất là đẹp. Chị định nhá. Đây nhá, cái khoác len đỏ này. Cái khoan len đỏ nhá. Thôi cái này hơi bị vết rồi. Thôi cái này hơi bị vết rồi, em sẽ qua màu khác nhá. Em sẽ qua màu khác nhá, bị lỡ mất rồi. Màu hồng nhạt, màu hồng tím đẹp, đẹp quá. Đây nhá, một cái len màu kiểu màu hồng hồng tím tím rất là đẹp này. Cái này len xinh cực kỳ luôn đấy ạ. Giá có giá là 100. Áo này có giá là 180.000 nhá. Đây ạ, chất len ép này. Chất ô, cái này màu xinh nữa chứ. Cái này màu xinh với cả chất cực kỳ đẹp. Chất cực kỳ đẹp. Áo đỏ vừa rồi nó hơi bị lỗi một tí ở tay mất rồi ạ. Nó kiểu bị hơi kiểu dính keo keo ấy. Đây này, áo đỏ vừa rồi ở cái phần tay ạ, nó bị dính hơi hơi kiểu keo keo một tí này. Cái này bình thường là 170k đấy ạ. Nếu mà chị lấy thì em sẽ fix cho chị. Cái này kiểu keo keo ấy mà. Đây nhá, áo màu hồng này có giá là 180.000. Màu hồng này có giá là 180.000 nhá, chất len cực kỳ đẹp. Màu này mặc lên kiểu nhìn xinh cực kỳ luôn ấy. Màu kiểu màu hồng hồng nhạt nhạt, hồng tím ấy. Giá là 170.000 nhá. À là 180 nhỉ. Đâu giá là 180k. Chị lấy cái màu đỏ giảm giá đi. Cái này hình như là về em nghĩ là có thể giặt được. Cái này là nó kiểu vết keo keo này, chắc là giặt đi, em nghĩ là hết đấy ạ. Giặt kiểu một là hết đấy. Em fix cho chị còn 150.000 nhá, chị có lấy không ạ? Effect cho chị Kim Dung là 150k, chị lấy không ạ? Chị lấy thì ok cho em nhá. Chị đúng một tí thôi. Nó không ảnh hưởng gì luôn. Nhìn chất, nhưng mà quan trọng là cái chất cực kỳ đẹp. Còn em còn áo nỉ họa tiết nào cổ 3 phân? Ờ 100 em không bán được đâu ạ. 100 thì em sẽ không bán được đâu nhá. Áo nỉ cổ 3 phân ạ. Chị có thích kiểu này không ạ? Kiểu nỉ này. Nỉ này, nỉ cổ lọ nhá. Nỉ cổ lọ này. Kiểu cái này kiểu cũng rất là nghịch. Giá là 160.000 này. Áo nỉ đen pha vàng này có giá là 160.000 nhá. 160k này, chất cực kỳ dày dặn luôn đấy ạ. Nói chung là chất lát bông này. Ok chị Kim Dung ạ, bởi vì chất cực kỳ đẹp ấy, chị nhận hàng, chị biết, chị nhìn. Chất cực kỳ đẹp, nhà em không thể fix nổi, không thể fix hơn được nữa. Chị Kim Dung lấy. Em chào chị Nguyễn Hà nha. Mọi người ơi, áo này có giá là 160.000 nhá.
À đến shop được nhá. Mọi người có thể đến shop chọn đồ cũng được ạ. Cổ 3 phân thôi ạ. Cổ 3 phân. Cổ 3 phân hiện tại nhà em chỉ có áo nhung thôi chị ạ. À có một cái nỉ mũ này. Có một cái váy nỉ mũ ạ. Có một cái váy nỉ mũ màu vàng nhá. Váy nỉ mũ lót lông màu vàng này. Lót bông nhá. Lót bông màu vàng. Áo mặc chỉ có duy nhất một màu này thôi ạ. Cái màu này là màu hồng tím cực kỳ đẹp luôn. Giá là 180.000 nhá. Áo em đang mặc là chất len ép. Giá là 180k. 180k mà mua một cái áo khoác chất len ép là quá rẻ. Áo nỉ mũ này nhá. Nếu mà ai thích thì em sẽ báo giá. Hình như áo cổ 3 phân thì cũng không có đâu ạ. Em sẽ qua mẫu áo khoác bomber cho mọi người. Em cao 1m6 ạ. Mẫu áo khoác bomber nhá. Hoặc là chị có thể mặc sang áo khoác, nhìn cái dáng nó cũng rất là đẹp. Ui. Lấy áo này thì comment cho em là 180 kèm số điện thoại nhá. Cái này là màu hồng tím rất là đẹp đấy ạ. Chất len ép nhá, đây chất len ép đẹp cực kỳ luôn. Giá là 180.000 nhá. Chị mà lấy thì comment cho em là 180 kèm số điện thoại. Cái này ấy, chị nhận hàng thì chị phải chị biết chất cực kỳ đẹp luôn. Chị cứ yên tâm đi, chất này em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Nếu mà chị lấy thì chốt cho em là 180 kèm số điện thoại. Áo kiểu con hạc chỉ hết rồi mất rồi chị ạ. Chỉ còn là 1-2 mẫu nỉ thôi. Áo kiểu con hạc thì hết mất rồi. Nỉ mũ vàng này nhá. Nỉ mũ vàng này có giá là 160k. Chị là Thủy Lệ lấy len một hồng này. Cái gì dạ hay len ạ? À? Cái áo lúc nãy là hết rồi nhá, cái áo lúc nãy là len. Áo nỉ này là lót bông ở bên trong nhá, cái này là váy nỉ. Váy nỉ màu vàng có mũ này, giá là 160k. 160k, chị Thu Hằng lấy váy nỉ vàng này đúng không ạ? Dày dặn cực kỳ luôn nhá, ở bên trong lót bông nhá, cực kỳ dày dặn luôn này. Chị Thu Hằng lấy. Chị Thu Hằng mà lấy váy này thì ok cho em nhá. Chị Thu Hằng lấy váy nỉ vàng này ok cho em. À hôm nay nhà em không lai dạ nhá, hôm nay chỉ lai len với cả áo khoác thôi ạ. Với cả nỉ nhá. Len khoác với cả nỉ này. Ok chị Thu Hằng ạ. Dày dặn lắm. Đây nhá, áo khoác bomber năm mặc có ai lấy không ạ? Giá là 100 bao nhiêu nhỉ? 100 bao nhiêu em? Chị bảo giá nhỉ? Chưa 60. Ok chị Thu Hằng ạ. À áo hạc còn nhá. Áo hạc nhà em vẫn còn này. Đây ạ. Áo hạc nhà em vẫn còn nhá. Màu ghi sáng rất là đẹp. Váy đó là váy nào? Cái váy đấy hết rồi ạ. Mỗi mẫu nhà em chỉ có một cái thôi ạ. Đây nhá, váy hạc, áo hạc này có giá là 140k này. Áo hạc này là 140.000 nhá. Đây ạ. Mọi người nhìn nhá, hình con hạc cực kỳ đẹp luôn. Nó kiểu nét luôn ấy ạ. Nét luôn nhá. Giá là 140.000. Ở bên trong lát bông nhá. Ở bên trong lát bông cực kỳ ấm. Giá là 140.000. À cổ này không hề rộng đâu chị ạ. Em đã mặc lên rồi đấy ạ. Đây nhá. Cổ không rộng tí nào này. Cổ không hề rộng luôn. Giá là 140.000 nhá. Cái này mặc lên cũng cao cổ đấy ạ. Không phải kiểu cổ kiểu rộng đâu. Giá là 140k nhá. Chị lấy thì comment trên là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. Cái này ạ.
chị xem ở đấy còn tắt lên. Áo này dùng áo Trần Thanh mặc, áo con hạc. Mẫu con hạc này rất là hot đấy ạ. Bộ này mẫu con hạc cũng rất là hot rồi. Áo cardigan nhá, cardigan màu ghi này. Áo cardigan màu ghi, cái này là chất kiểu chất len ép, cái này cũng là chất len ép luôn nhá đây ạ. Áo chi mén, chị lấy thì comment cho em theo đúng cú pháp nhá, chị để lại cho em xin số điện thoại. Chị Huỳnh Ngọc là đơn nào nhỉ? Chị Huỳnh Ngọc ơi, bởi chị Huỳnh Ngọc ơi, đơn cũ của chị là ở bên cơ sở khác đúng không ạ? Hiện tại là nhà em đang live ở bên cơ sở Ao Sen, thế nên là nhà em sẽ không gộp đơn ở cơ sở khác đâu nhá. Nếu mà chị lấy thì em sẽ ship riêng cho chị thôi ạ. Chứ hiện tại là nhà em đang live ở cơ sở Ao Sen thì sẽ không gộp đơn được đâu ạ. À, mẫu nỉ dài thì hiện tại nhà em cũng hết rồi, chỉ còn nhung thôi chị ạ. Chỉ còn chất liệu nhung thôi. Còn nỉ thì hiện tại cũng hết mẫu nỉ rồi. Còn nhung thôi nhá. À đây là hàng hai hen nhá. Hàng đông của nhà em là hàng hai hen tuyển chọn. Nói chung là cam kết chất đẹp cho mọi người, bởi vì đây là hàng tuyển chọn đẹp hơn rất nhiều. Chất lượng thì cực kỳ đẹp nhá, mẫu mã thì nó cũng độc. Mỗi mẫu chỉ có đúng một cái, thế nên là rất là độc đúng không ạ? Váy dài qua gối có nhá, xong anh sẽ thay cho mọi người. À chị Minh Ngọc ơi, chị Huỳnh Ngọc ơi, chị còn lấy nữa không ạ? Nếu mà chị lấy thì chị chốt cho em nhá. Sơ mi cũng hết rồi. Áo năm mà có giá là 140.000. 150.000. Áo năm mà có giá là 150k nhá. Ai lấy thì chốt cho em sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người, để mọi người không phải đợi lâu. Váy dài nhá. Cái này em tưởng bán rồi mà. Sao? Có một cái váy đen cực kỳ xinh này. Một cái váy đen này rất là đẹp luôn. Chất dày dặn cực kỳ. 190k. Váy len này rất là nặng tay nhá. Ở phía dưới là chân ren này. Em sẽ mặc lên cho mọi người xem. Váy đen như này mà mọi người lại ao ra. Cái này em thấy đẹp. Nhìn kiểu sang vãi. Đây váy dài qua gối đây. Đây nha. Váy đen này. Váy đen này là váy kiểu mọi người thắt ở eo nhá. Thắt chun eo này. Mọi người thắt theo eo của mình nhá. Thế nên là mọi người không sợ. Không sợ bị chật đâu. Váy này bầu bì cũng bon chen được, bởi vì cái chất len này cực kỳ co giãn. Mẫu này thì dưới 60 cân mặc vừa nhá. 60 cân đổ lại bầu bí vào trên thoải mái. Giá là 190k này. Đây là ở phía dưới chân ren nhá. Cái này mọi người cài thêm một cái tang ở đây rất là nổi. Một cái tang áo rất là đẹp. Mặc đi đám cưới hay là đi kiểu đi chơi các kiểu rất là sang. Nhìn kiểu đẹp, rất là đẹp luôn. Ở phía dưới là chân ren nhá. Đây là chất len cực kỳ đẹp này. Chất len rất là dày dặn. Thắt chun ở eo này. Giá là 190k nhá. Chị Thi nhanh lên mà lấy thì chốt, thì comment cho em cả số điện thoại. Ok, em cho chị Thi nhanh lên nhá. Thi nhanh lên này, chất cực kỳ đẹp luôn. À mà mỗi mẫu nhà em chỉ có một cái thôi ạ mọi người ơi, thế nên là chị cũng có duy nhất một màu thôi nhá, không có cái thứ hai đâu. Cái váy len u xì vẫn còn 190k nè. À váy này em chốt cho chị Thi nhanh lên rồi ạ. Mọi người nhớ là chắc chắn lấy hàng giúp em nhá. Chắc chắn lấy hàng giúp em, bởi vì cái váy này cũng có một người ao ra rồi. Mà bây giờ lại ao nữa thì thôi đấy. Cái váy này là hàng new nhá. Váy len Gucci này là hàng new. Chất cực kỳ đẹp. Đã. Được đấy. Đây nhá, mình mặc cái váy bên trong hơi dài.
váy len mông tơ ghi nhá. Váy len mông tơ ghi đây ạ, chất cực kỳ đẹp luôn nhá, co giãn này. Mẫu này tầm dưới 60 cân đổ lại, mà dưới 58 cân thôi. Mẫu này dưới 58 cân đổ lại nhá. Cái vạt ở đằng sau nó dài hơn đằng trước này. Đây ạ, đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nhìn kiểu rất là tôn dáng. Giá là 159.000. Váy Gucci này có giá là 159k nhá. 159k váy len mông tơ ghi rất là dày dặn. Ai lấy thì chốt cho em là 159 kèm số điện thoại. Đây là hàng new nhá. 43 cân thoải mái chị ạ, bởi vì cái này là len co giãn. Nếu mà mình gầy thì nó cũng ôm vào người chứ là không kiểu bị rộng đâu ạ. Cái này chất cũng len co giãn nhá, không kiểu bị thùng thình đâu. 43 cân mặc thoải mái luôn. Váy khi nãy. À váy đen đen lúc nãy thì bao nhiêu cân cũng vừa, dưới 60 cân đổ lại. Em là em 47 cân nhá. Bởi vì cái chất len đấy cực kỳ co giãn luôn nên chị yên tâm. Không kiểu mặc rất là ok đấy. Chị cứ yên tâm. Cái váy đấy rất là co giãn thế nên là bao nhiêu cân cũng vừa luôn. Mà cái bụng là mình thắt do eo của mình ạ, thế nên là chị thắt vừa hết, nói chung là chị cứ yên tâm đi ạ. Váy len này có giá là 159k nhá, có ai lấy không ạ? Ai lấy thì chốt cho em là 159 kèm số điện thoại. 159k kèm số điện thoại này. Em sẽ qua mẫu khác luôn. Đây là váy ạ. Có một cái váy này cực kỳ đẹp luôn này. Váy cũng váy thắt eo, nhìn như kiểu như áo choàng ấy nhỉ. Em nhìn này như kiểu áo choàng luôn. Có một cái váy dáng dài nhá, rất là đẹp luôn. Em sẽ mặc lên cho mọi người xem. Chất len ép. Cái này là 210.000 này. Mẫu này là mẫu hàng dày dặn. Xù hết cả đồng. Lông mày cũng mắc. Đây nhá, đây là váy len cổ lọ. Mặc như kiểu áo choàng ấy ạ. Váy len cổ lọ nhá, thắt đai. Thắt chun, cái này là bo chun nhá. Bo chun này mọi người thắt theo eo của mình nhá. Mẫu này có giá là 210k, chất cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này thì khỏi phải nói luôn, chất rất là đẹp. Đây ạ, chất dày dặn này. Chất len dày dặn len ép, quá đẹp. Màu này mặc lên thì rất là tây. Giá là 210.000 này. Mẫu này mặc lên sang cực kỳ luôn đấy ạ. 210k nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 210 kèm số điện thoại. 210 kèm số điện thoại nhá. Mặc lên sang cực kỳ. Màu này cũng rất là tây, không hề bị kiểu xỉn da đâu ạ. Giá là 210.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 210 kèm số điện thoại. Đẹp quá. Chị Nguyễn Tú Anh lấy 210 này, ok ạ, đẹp cực kỳ luôn ý. Chị Nguyễn La Vi ơi, hết cái váy này chị Nguyễn Tú Anh comment trước rồi ạ. Nhiều người thích váy này. Hay là chị cứ ghi. Váy này chị Nguyễn Tú Anh lấy rồi nha. Ok, em sẽ qua mẫu váy tiếp cho mọi người nha. Mọi người có vẻ thích váy đúng không ạ? Váy màu đen nhá. Váy nỉ ạ, à. Hiện tại nhà em không có váy nỉ đâu ạ, à. Chỉ có váy len thôi ạ. À. Nhà em chỉ có váy len thôi nhá. Váy
váy len màu đen giả hơi kiểu chữ A xòe xòe một tí này. Cái váy ở trong là dài hơn. Áo khoác ok, xong rồi sẽ like áo khoác tiếp ạ. Ô pin nếu chị ơi. Chị Thủy Lệ Thủy Lê quên mất mình tên Thủy Thủy. Đây ạ, cái váy này giá là 130k nhá. Chị Thủy Lê gộp đơn váy gì ạ? Chị Thủy Lê gộp đơn váy em đang mặc à? À ok 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 ạ. Chị xem theo rồi chị gộp đơn ok nhá. Sau sẽ like áo khoác cho chị. Đây nhá, váy đen này có giá là 130.000 này. Váy đen kiểu dáng chữ AA nhá, dáng chữ A một tí này. Giá là 130k nhá. Chân len đây ạ. Chân len rất là đẹp, kiểu ai lấy thì chốt cho em là 130 kèm số điện thoại này. 130 kèm số điện thoại. Lên giá rất là xinh nhá, dưới 60 cân mặc vừa. Dưới 60 cân mặc vừa nhá, bầu bí bên trên thoải mái luôn. Bầu bí bên trên thoải mái nhá, giá là 130.000 ạ. Chị Nguyễn Hà 130 này, chị Nguyễn Hà có đơn không chị? Em cao 1m6 ạ. Em cho chị Nguyễn Hà nhá. Chị Nguyễn Hà em cho chị váy này này. Ui, nhiều người comment mà chỉ còn. Mọi người ơi sẽ qua mẫu khác nhá, bởi vì mỗi mẫu chỉ còn một cái thôi. Mọi người chọn sang mẫu khác giúp em nhá. Mọi người ơi, cái mẫu 130k hết rồi, em sẽ qua một mẫu gần giống nhá. Một mẫu đen gần giống tương tự này. Em sẽ qua một mẫu này cho mọi người nhá, mọi người có thể chuyển sang mẫu khác. Đây nhá, em sang một mẫu váy len này. Váy len này kiểu dáng hơi ôm ôm một tí nhá. Kiểu hơi ôm ôm một tí nhưng mà nó không hẳn là body đâu ạ. Nó kiểu chỉ là hơi ôm ôm thôi. Giá là 150.000 nhá. 150k này. Chất len cực kỳ đẹp luôn, 150.000. Mẫu này dưới 58 cân đổ lại nhá. Dưới 58 cân đổ lại, giá là 150k. Cái này có xẻ ở hai bên nhá đây ạ. Xẻ hai bên nhìn kiểu rất là tôn dáng. Nhìn rất là tôn dáng nhá, giá là 150.000 này. Mọi người có thể chuyển sang mẫu này giúp em ạ. Bởi vì mẫu này cũng cực kỳ đẹp luôn. Giá là 150.000. Ừ, thích màu đen đó chị. 150.000 nhá, ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại này. 150k kèm số điện thoại ạ. Chất len cực kỳ đẹp nha. Có ai lấy mẫu này thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại nhá. Len đen xẻ hai bên này. Len đen xẻ hai bên nhá, giá hơi ôm một tí. Cái này len rất là tôn dáng, giá là 150.000. Ai lấy thì để lại cho em số điện thoại nhá. Sẽ qua mẫu khác luôn. Qua áo khoác tiếp nhá. Xong rồi lại qua váy. Qua lần lượt nhá. Bảy hay tám chị? Bảy luôn. Đây nhá, sẽ qua một mẫu áo khoác len màu đen này. Áo khoác cardigan len nhá. Áo khoác cardigan len màu đen này. Áo này có giá là 170k. 170k. Cái này mẫu này dưới 58 cân đổ lại nhá. Em cao 1m6 nhá. Đây ạ, 170.000 này. 170.000 nhá, lên giá cực kỳ đẹp. Mọi người khoác cái này rất là tiện, mọi người có thể mix cái gì ở bên trong mà khoác vào bên ngoài cũng rất là đẹp. 170.000 cho chị Mỹ Dung này. Ok ạ, cho chị Mỹ Dung nhá. Em sẽ lên tiếp là khoác cho mọi người. 170.000.
Mũ này cũng 170 là nó bị lắng rồi. Lên một cái màu đỏ nhá, xong lại qua tiếp cái màu ghi. Trời ơi. Khoác lên em màu đỏ này chất cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ, khoác len ép nhá. Cái này là chất len ép này, kiểu sắn tay màu ghi rất là xinh nhá. Mọi người không sắn tay cũng được, mà sắn tay lên đây ạ. Kiểu tay ghi nhá, tay ghi này. Len ép, chất len ép cực kỳ đẹp đây ạ. Chất len ép nhá, giá là 180k. Cái này có giá là 180k này. Màu đỏ này mặc lên cực kỳ nổi nhá, 180.000. Đằng sau nhá, ai lấy đi chốt cho em là 180 đỏ kèm số điện thoại. 180 đỏ kèm số điện thoại nhá. 180k đỏ kèm số điện thoại này. Chất len ép cực kỳ đẹp nhá. Nhìn màu ở ngoài nó tươi hơn trong cam, rất là đẹp đấy ạ. Chất len ép giá là 180.000. Mọi người ai lấy chốt cho em là 180 kèm số điện thoại. 180 đỏ kèm số điện thoại nhá. Quá đẹp luôn, có túi ở hai bên này. Nhìn lên mặc sang cực kỳ. Mà chất rất là đẹp. 180k kèm số điện thoại. 180k đỏ nhá. Qua luôn màu khác. Màu màu khoác tiếp nhá. Màu lông chuột. Màu ghi. Mà kiểu nào? Màu ghi nhá. Mẫu này có giá là 170.000. Mẫu này cũng có giá là 170.000 này. 170k này, lên giá cực kỳ đẹp nhá. Đây ạ, chất. Mẫu này tầm dưới 56 cân đổ lại. 56 cân đổ lại nhá. Ở đằng sau có viền trắng này. Ở đằng sau là có viền trắng nhá. Dưới 56 cân đổ lại, giá là 170.000. Giá là 170.000. À có là có áo khoác len cỏ khuy nhá, xong rồi sẽ like. Áo khoác len cỏ khuy lúc nãy rồi. Màu ghi. Áo này có giá là 170.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. Đây nhá, có một cái áo khoác cỏ khuy này. Này cũng 170 ghi trước chốt cho chị Uyên Lavi này. Ok ạ. Ok cho chị Uyên Lavi nhá. Nhưng cái này sẽ bị lắng nhỉ. Đây nhá, một cái áo khoác màu ghi nhá, nhưng mà cái này có khuy này. Mọi người ai vừa hỏi có khuy này. Ơ chết rồi. Chị Mỹ Dung cũng 170. À chị Mỹ Dung từ trước quên mất. Nó bị lắng ấy. Cái áo khoác này có khuy cài nhá. Quy cài này. Mẫu này cũng 170.000. Mọi người lấy mẫu này thì comment cho em là khuy nhá. Ghi khuy 70k, bởi vì cho nó bị lẫn. Ghi khuy 70k nhá. Đây ạ. Chị Phạm Ngọc, Phan Ngọc Linh là lấy mẫu em đang mặc hay là lấy mẫu trước ạ? Mẫu trước thì hết rồi nhá. Đây ạ, ghi này, cài khuy này, có khuy cài nhá. Mọi người có thể mặc khoác bình thường cũng rất là đẹp. Giá là 170.000 này. Ai lấy đi chốt cho em là ghi khuy kèm số điện thoại. Ghi khuy kèm số điện thoại nhá. Ghi khuy 170k kèm số điện thoại. Chất len quá đẹp. Chị Phan Ngọc Linh là lấy áo nào đấy ạ? Ai lấy chốt cho em 170 ghi khuy kèm số điện thoại. 170 khuy kèm số điện thoại. Ok, 170 chốt cho chị Huỳnh Ngọc. Chị Huỳnh Ngọc 170 này. Ok, sẽ lên một mẫu khoác tiếp. Mọi người có vẻ thích áo khoác đúng không ạ?
một mẫu áo choàng màu đen nhá. Một mẫu áo choàng màu đen này có khuy cài nhá. Cái này là chất len ép không phải chất dạ. Áo này là chất len ép không phải là chất dạ. Chất len ép không phải chất dạ nhá. À chị Huỳnh Ngọc hộp đơn. Vâng ạ, ok chị Huỳnh Ngọc nhá. Chị ghi chữ hộp vào đất tìm. Đây nhá, áo khoác đen này có khuy cài. Giá là 180.000 áo choàng nhá, cái này kiểu áo choàng. Ở đằng sau này, ở đằng sau có hình nhá. Ở đằng sau có hình này. Giá là 180.000 cho em ạ. Cho một em áo này quá là rẻ bởi vì chất cực kỳ đẹp mà nó kiểu áo choàng rất là đẹp luôn. Chị Phan Diễm là có đơn lúc nãy à? Chị Phan Diễm đã có đơn đâu ạ? Chị Phan Diễm ơi, chị đã có đơn đâu ạ? Hôm trước em chưa qua được. Hôm trước có đơn nào nữa không chị? Hôm trước là áo nỉ 89k. Sao thế nhở? Sao không biết nhở? Ồ, nhưng mà chị Đoàn Thanh Hà, chị chốt chốt này. Thôi, quên mất rồi. Chị ơi, chị Đoàn Thanh Hà, chốt chốt em sẽ để cho chị Đoàn Thanh Hà trước nhá. Ok, chị Đoàn Thanh Hà ạ. Bây giờ em mới nhìn comment, em sẽ chốt cho người nào comment trước nhá. Áo nỉ thì như từ lâu lắm rồi mà chị ơi. Từ lâu lắm rồi mà chị vẫn chưa qua lấy à? Một cái áo choàng tiếp nhá, áo choàng cực kỳ đẹp. Ủa, chất. Cái này hơi nghịch nghịch một tí. Cái này à bao nhiêu? Cái này nhá, cái này là choàng len ép này, cài khuy nhá. Cài khuy giá là 200k. Mẫu này có giá là 200.000. Vâng ạ, ok chị Đoàn Thanh Hà ạ. Vâng ạ, ok chị nhá. À thế ạ, thế thì bây giờ chị ra, bây giờ chị ra cửa hàng em vẫn mở đấy ạ. Hôm qua đóng cửa chị. Hôm qua thì nhà em, hôm qua nhà em nghỉ. Hôm nay chị qua nhá. Áo nỉ kẻ vẫn còn đấy ạ. Chị qua xem áo khoác luôn bởi vì bây giờ cũng có rất nhiều mẫu. Áo ghi này có giá là 200.000 nhá, áo choàng này. Em 1m6 nhá, 1m6. Mẫu này dưới 60 cân đổ về. Dưới 60 cân đổ về quá đẹp luôn. Chị Hạnh Vũ lấy áo choàng ghi này. Nói chung là mọi người nhận hàng đi, áo choàng chất cực kỳ đẹp. Dày dặn dã man. Chị Hạnh Vũ này. Cái áo này có bán chị áo giả. Một cái màu xanh than nữa nha. Mọi người rất là thích áo choàng đúng không? Áo choàng cực kỳ đẹp luôn đó. À, áo 200 hết rồi nhá, chị có thể chuyển qua mẫu khác giúp em với ạ. Áo khoác màu xanh than này. Áo khoác màu xanh than nhá, cũng là chất len ép. Có giá là 190k này. 190k quá đẹp luôn nhá. Đây là em sắn tay lên nhá, mọi người không sắn tay thì cũng được này. Mọi người không sắn tay nhá. Sắn tay lên thì có cái lớp màu ghi ở bên trong nhìn nó sẽ nổi hơn. Giá là 190.000 này. 190.000 cho em khoác choàng len ép nhá, quá đẹp. Giá là 190.000, màu xanh than nhá. Màu xanh than 190k này. Ở đằng sau có chữ nhá. Có túi ở hai bên này, ở đằng sau có chữ này. Giá là 190.000. 190.000. Chốt cho chị Linh Tổ. Chị Linh Tổ 190k này. Mọi người nhớ là chắc chắn lấy hàng giúp em nhá. Mọi người lấy hàng chắc chắn giúp em ạ. Áo khoác, áo choàng nhà em chất cực kỳ đẹp luôn. À có khoác ngắn nhá. Em like một loạt khoác dài đã rồi sẽ like khoác ngắn này. Đây nhá, khoác màu tím này. Áo khoác màu tím. Cái này là chất len kiểu len lông nhá. Chất len lông. Cái này là chất len lông.
Cái này có giá là 200k nhá. Chất len lông có giá là 200.000 này. Choàng quá đẹp luôn đúng không ạ? Mọi người mặc choàng này rất là đẹp, nhìn sang cực kỳ. Mà chất nó rất là dày dặn. Giá là 200.000 nhá. Mẫu này 200k này. Ai lấy chốt cho em là 200k kèm số điện thoại. 200 kèm số điện thoại này. Quá đẹp luôn, màu này cũng rất là sang. Có khuy cà nhá. Mọi người thể khoác không được. Giá là 200.000 nhá. 200k kèm số điện thoại này. Quá đẹp mọi người nhìn nhá. Chất len, len lông rất là đẹp. 200k chốt cho chị Phạm Huyền này. Chị Phạm Huyền 200k này. Em sẽ like hết dáng dài rồi em sẽ qua dáng ngắn nhá. À, mẫu choàng dài, mẫu dài thì mặc lên nó sẽ rất là sang ạ. Khoác dài thì mặc lên cực kỳ sang nhá. Rất là đẹp đấy ạ, nói chung là chất đẹp cực kỳ luôn. Mà dáng thì kiểu nào cũng đẹp. Cái này chị, cái này dáng form hơi to một tí này. Form này tầm dưới 65 cân đổ lại nhá, 65 tầm 50 cho đến 65 cân. À đâu, tầm 48 thôi, tầm 48 cho đến 65 cân nhá. Mẫu này chất cực kỳ dày dặn, chất len nét này có giá là 210k nhá. Mẫu này có giá là 210k. Mọi người ơi, chất cực kỳ đẹp thế này à. Mọi người không mua thì chỉ có tiếc thôi ạ. Giá là 210.000 này. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. À, nốt cái này là hết choàng rồi. Nốt cái này là hết choàng rồi sẽ qua dáng ngắn nhá. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Giá là 210.000 này. 210.000 này. 210k nha, chốt cho chị Nguyễn Bình. Chị Hạnh Vũ 200 là cái này 210m. Chị Hạnh Vũ ở đâu nhỉ? Chị 200 không có chỗ, 210 thôi. 210 chốt cho chị Nguyễn Bình nhá. Mọi người chắc chắn lấy hàng giúp em nhá. Chắc chắn lấy hàng giúp em. Bởi vì mỗi mẫu chỉ có một cái thôi mà có rất nhiều người đặt. Chị Nguyễn Bình 210 này. Chị Nguyễn Bình 210k này. Bầu bì khoác ok chị ạ. Bởi vì chất len này, bởi vì cái dáng đấy form nó cũng kiểu suông suông, với cả chất len cũng co giãn chị ạ. Ok ok chị Nguyễn Bình nhá. Mọi người nhớ là chắc chắn lấy hàng giúp em. Có một cái khoác màu vàng kiểu hay hay. Có một cái khoác kẻ cũng rất là xinh này. Đây là khoác len nhá. Chân này là chân len. Đây ạ. Mẫu này có giá là 170k này. Mẫu này có giá là 170k nhá. Có cái hình con mèo hay sao nhỉ? Con gì ấy? Có hình con gì đây, thêu thêu rất là đẹp. Đây ạ, mọi người có thể cài khuy. Chị mở vào cho. Cài khuy nhá, giá là 170.000 này. Kiểu form hơi rộng rộng một tí, mặc lên rất là đẹp. Giá là 170k nhá. Đây ạ. 170k này. Ai lấy căn mình cho em là kẻ 170 kèm số điện thoại. Kẻ 170 kèm số điện thoại nhá. Kẻ 170 kèm số điện thoại. À, ok, xong rồi anh sẽ like váy len nhá. 170.000, có ai lấy mẫu này không ạ? 170.000, xong rồi anh sẽ qua mẫu váy len cho mọi người. Em like nốt áo khoác rồi anh sẽ qua mẫu váy len nhá. Giá là 170k này. Quá đẹp. À like một hai cái len ngắn nhá. Like một hai cái khoác len ngắn rồi sẽ qua mẫu váy. Like một hai mẫu khoác len ngắn rồi sẽ qua mẫu váy nhá. 150k này. Khoác len 150k, khoác len ép 150k này. Khoác len ép Taylor nhá. Taylor màu ghi sáng, giá là 150.000. Mẫu này dưới 58 cân đổ lại. Ai lấy chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. 150k kèm số điện thoại này. Chất cực kỳ
đẹp nhá. Cái chất len này nó sẽ không dày như kiểu chất áo choàng đâu ạ, bởi vì áo choàng là chất quá dày rồi. Quá đẹp luôn. Cái này chất len nét bình thường nhá. Giá là 150.000. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. 150 kèm số điện thoại, em sẽ qua mẫu váy nhá. Em sẽ qua váy cho mọi người nhá. Váy dáng rộng à? Qua mẫu váy, váy len nhá. Váy len này, váy len họa, váy len kiểu pha màu họa tiết chân ren này. Váy body ok ạ, sẽ có rất nhiều loại váy. Cái này cũng không dáng rộng mấy. Đây em phải mặc thử từng mẫu một, thế nên là hơi lâu một tí, mọi người đợi em một tí. Tại mặc thế nên là nó hơi bị lâu. Like ở khoác thì sẽ nhanh hơn là like váy. Đây nhá, cái này váy giá rộng, chị ơi chị xem em mấy cái váy giá rộng. Đây nhá, váy len này. Váy len đúng không ạ? Váy len kiểu kẻ kẻ nhá. Váy len kẻ pha màu với cả ở dưới là chân ren này. Em đang mặc một cái váy ở bên trong đang kéo lên, thế nên nhìn nó hơi bị cộm nhá. Váy này có giá là 150.000. Váy họa tiết này có giá là 150.000. Cái này này, cái này mặc nó cũng hơi ôm nhá. Cái này mặc nó cũng hơi ôm ôm một tí. Ở dưới có chân ren rất là xinh này. Mẫu này dưới 58 cân mặc vừa. Ở dưới có chân ren nhá. Giá là 150.000. Giá là 150k. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. 150.000 kèm số điện thoại nhá. Ở dưới chân ren rất là đẹp đấy ạ. Ok, em sẽ qua mẫu váy rộng. Rộng này. Đây là chị. Mẫu váy rộng rộng nhá, chất len này, chất len quá đẹp luôn. Chị Huyền Vu dồn đơn đúng không ạ? Chị Hai hay là chị có đơn nhỉ? Chị Huyền Vu 150 ok, ok em chốt chị Huyền Vu nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn ạ, mọi người yên tâm. Em chốt cho chị Huyền Vu. Em nghe quen cực. Hay là hoặc là chị ấy chốt mấy lần rồi mà chưa được ấy. Hoặc là chị hỏi nhưng mà chị chưa chốt được cái nào ấy. 150 chốt cho chị Huyền Vu. Hết rồi nhá mọi người ơi, em sẽ qua từng mẫu váy một cho mọi người. Rất là nhiều mẫu váy. Qua váy rộng rồi lại váy body nhá. Ok, okay chị Huyền Vu ạ. À, là đơn mời đúng không ạ? Ok chị nha. Kiểu nghe tên chị quen ý. Bởi vì chị mua hàng nhiều rồi, thế nên là nghe tên chị rất quen. Cứ tưởng là còn đơn. Cứ tưởng là đơn. Đây nhá, ok, cảm ơn con xem giá rồi. Váy này váy dáng rộng nhá, váy dáng rộng này. Màu xanh rất là đẹp. Cái này nhá. Đây ạ. Chất len này, chất len như chất len kiểu FF. Chất len kiểu lì lì ạ. Chất len kiểu lì lì nhá, váy này có giá là 170k. Váy này có giá là 170.000 nhá. Cái này bầu bí bên trên thoải mái này. Bầu bí bon trên thoải mái luôn nhá. Dưới 60 cân mặc vừa. Dưới 60 cân mặc vừa, giá là 170.000. Rất là đẹp. Mọi người ai lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại nhá. Màu này cũng rất là lạ đấy ạ. Màu này cũng rất là lạ luôn. Giá là 170k này. Tay kiểu sắn sắn nhá. 170.000. Ai lấy chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. 170 kèm số điện thoại. Có một cái áo á. Cái áo á. Có một cái áo á, màu ghi đậm này. Màu ghi đậm nhá, ở dưới là pha ren này. Đây ạ, ở dưới pha ren nhá, cái này rất là xinh. Mẫu này có giá là 140k này. Mẫu này có giá là 140k nhá.
này có giá 140k đây ạ. Đây ạ, đây ạ. Chất rất là đẹp này. 140k ở dưới chân ren nhá, ở dưới chân ren. Ở dưới chân ren. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Cái áo khoác đỏ bị lỗi em chốt cho chị nào rồi ạ? À còn một cái áo khoác đỏ khác đấy chị có lấy không? Còn một cái khoác đỏ khác đấy sẽ khoác thử cho chị nhá. Cái áo khoác đỏ lỗi có người lấy mất rồi. Chị Nguyệt Kẹo lấy 140 cái ghi pha ren này cực kỳ đẹp luôn nhá. Em sẽ qua mẫu khác cho mọi người này. Dạ. Em chị có lấy sang mẫu đỏ này không? Mẫu kia hết, mẫu kia có chị lấy mất rồi. Mẫu này là 180k chất len ép này. Mẫu đỏ này cũng cực kỳ đẹp. Mẫu đỏ này chất rất là đẹp nhá. Đây ạ, mẫu đỏ này có giá là 180k nhá. Dáng nó dáng kiểu này, chất len ép cực kỳ đẹp luôn. Tay tay có kiểu pha ghi rất là đẹp nhá. Giá là 180.000 ạ. Vâng ạ, đây nhá, 180k này. 180k nhá, đằng sau đây nhá. 180.000. Mẫu này 180.000 này. Chị lấy cái comment cho em là 180 kèm số điện thoại. À, vâng, cái này thì lại không có quy cài đâu ạ. Thế thì cái kia lại hết mất rồi chị ạ. Cái kia lại hết mất rồi nhá. Em sẽ mặc cái váy len màu xanh. Váy len màu xanh rêu này. Giá là 140k luôn này. Đây nhá, váy len màu rêu có giá là 140.000. Váy len màu rêu này có giá là 140.000 nhá. Đây ạ. Để cho là không bị hở cái váy ở bên trong ra. Chị Hạnh Vũ lấy màu đỏ này. Chị Hạnh Vũ hình như có đơn rồi sao chị? Quên đấy nhỉ? Quên đúng không? Ok chị Hạnh Vũ này, chị viết cái mới đi. Có đâu rồi không? Chị Hạnh Vũ gộp này, ok chị Hạnh Vũ này. Chị Thủy Thủy Lệ gộp đơn cái váy đang mặc đúng không? Chị, lúc ấy có ai ao ra nhỉ? Hình như chị Thủy Lệ ao ra mà nhỉ? Cái váy này vừa ai mà đổi. Bạn nhớ không? Chị Thủy Lệ lấy váy đang mặc đúng không ạ? Đúng thì ok cho em nhá. Chị Thủy Lệ ơi, đúng thì ok cho em váy đang mặc nhá. Cái này chất len rất là đẹp. Giá là 140.000. Nếu mà chị lấy váy này thì ok cho em ạ. 140k nha. Vâng ạ, ok chị Thùy Lệ. Chị Thùy Lệ lấy váy này này, hộp đơn này. Mọi người đợi em sẽ lên mẫu khác cho mọi người. Mọi người có thích len ngắn không ạ? Hay là lên mẫu len ngắn nhá, hay là mọi người thích váy? Áo đỏ có người chốt rồi ạ, hết rồi. Vâng ạ, ok chị Thùy Lệ nha. Em sẽ lên váy nhá. À có một cái áo khoác đen đấy. Có một cái áo khoác cardigan đen này. Giá là 140k này. Khoác cardigan đen nhá đây ạ. Khoác đen này. Màu đen này thì rất là dễ mặc. Tay dài nhá, giá là 140.000. Khoác đen này có giá là 140.000. Mọi người ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại này. 140 kèm số điện thoại nha. 140 kèm số điện thoại. Cái này là giả túi nhá, giả túi đấy ạ. 140.000 này, chất này. Mỹ Dung. Chị Mỹ Dung dồn đơn nhá. Chị Mỹ Dung có đơn rồi không ạ? Chị Thùy Lệ ơi, chị Mỹ Dung lấy trước rồi. Em
cái mẫu váy nhá, váy len. Ơ cái này à? Ờ cái váy này, váy xẻ. Váy len xẻ nhá. Khoảng 140 hết rồi ạ. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Đây ạ, cái mẫu len á. Cái mẫu này gọi là màu màu mận đúng không nhỉ? Cái mẫu váy len màu mận nhá, nhưng mà cái này mọi người phải mặc với cả chân váy hoặc là quần legging bên trong à. Mặc quần legging thì lại không hợp mấy, hoặc là kiểu quần sát bên trong nhá. Mặc chân váy và quần sát nhá, bởi vì ở bên hông nó xẻ như này. Ở bên hông nó xẻ như thế này nhá. À màu khoác đợi em một tí nhá. Có cái màu ghi này, có cái màu ghi lúc nãy vẫn chưa có ai chốt này. Cái này cũng giống màu đen nhưng mà tay lỡ. Giá là 150k. Cái màu ghi này là tay lỡ nhá, giá là 150.000 này. Màu ghi tay lỡ giá 150k. Cái dáng của nó cũng giống cái màu đen lúc nãy đấy ạ. Nhưng mà tay nó là tay lỡ nhá, tay lỡ. Giá là 150.000. Mẫu này em đã mặc thử rồi. Có body ạ, có body nhá. Mẫu này là 150.000 này. Mọi người ai lấy thì chốt cho em là 150k ghi kèm số điện thoại. À có một cái màu vàng nữa, tí mặc luôn. Cái màu mận này giá là 170.000, có ai lấy không ạ? Nó xẻ ở bên hông rất là đẹp này. Mọi người mặc với chân váy đen nhá, chân váy đen. Đỏ xẻ chị Hạnh Vũ. Ok ạ. Chị Hạnh Vũ này. Cực kỳ đẹp luôn, đỏ mận rất là đẹp. Nhìn kiểu lạ lạ ấy ạ, rất là xinh nhá. Đỏ xẻ chị Hạnh Vũ. Đây nhá, có một cái áo khoác màu nghệ nghệ, khoác kẻ kẻ nhá. Khoác kẻ kẻ này giá là 140.000. Khoác này có giá là 140.000 này. Đây ạ, rất là đẹp này. 140k. Ok ạ, ấy thôi chị Hạnh Vũ váy đỏ rồi nhá. Khoác vàng này có giá là 140.000. Mọi người lấy thì chốt cho em là 140 vàng kèm số điện thoại. 140 vàng kèm số điện thoại. Bởi vì chị cũng vào đơn rồi mà. Cái vàng này giá là 140.000 nha. Chị Hoàng Gia Bảo Ngọc khoác kẻ vàng 140 này. Ok em sẽ, hình như còn mấy mẫu khoác nữa em sẽ mặc nốt nhá. Để cho hết khoác luôn. Cái khoác vàng này là lúc lấy là bao nhiêu chị nhỉ? Chả nhớ. Áo khoác màu cam này. Áo khoác màu cam kiểu lửng lửng nhá. Lửng lửng rất là xinh này. Chất len nếp nhá, có giá là 170k. Chất len nếp quá đẹp luôn ạ. Có túi ở hai bên. Cứ từng tiền chị ơi. Giá là 170.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. Váy xanh rêu lúc lấy hết rồi chị ạ. Có váy xanh rêu kiểu khác đấy, tí nữa em sẽ mặc lên nhá. À không phải váy mà là áo. Váy xanh rêu thì hết rồi. Áo khoác cam này có giá là 170.000 này. Áo khoác, à vâng vâng, để em xem còn áo khoác là có khuy không nhá. Nhưng mà hình như chỉ có một cái màu vàng thôi thì phải. Áo khoác cam này 170.000, ai lấy thì chốt cho em nhá. Kiểu lửng lửng mặc lên rất là sang luôn. Giá là 170k. Ai lấy thì chốt cho em nhá. Nhìn yêu yêu rất là xinh. Vâng ạ, em sẽ qua mẫu luôn này. Vâng, áo khoác có khuy. Cái này có khuy đâu. À đây, có một cái này rất là đẹp này. Có một cái có khuy này rất là đẹp này chị ơi. Màu ghi nhá. Đâu, phải như cái này giả khuy mà. Cái này không phải có khuy, cái này giả khuy mất rồi ạ. Cái này là cái giả khuy. Để tí em sẽ tìm một cái có khuy khác. Cái này cái giả khuy nhá. Giả khuy này, màu ghi. Cái này có giá là 170k nhá. 170k này, chất len này. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Giá là 170.000. Mọi người ai lấy thì chốt cho em là ghi 170 kèm số điện thoại.
ghi 170 kèm số điện thoại. Cái này là giả khuy nhá, không phải cài khuy đâu ạ. Áo choàng dài thì hiện tại nhà em hết rồi ạ. Lúc nãy vừa bán một lúc hết luôn áo choàng dài. Mọi người rất là thích áo choàng đúng không ạ? Xong rồi nhà em sẽ về thêm các mẫu khác cho mọi người nha. Áo này là 170.000 nhá. Mọi người lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại đi ạ. Cổ phép cũng được này. 170k nhá, em sẽ qua mẫu có khuy màu vàng. Hình như còn đúng một cái có khuy cho chị. Nhưng mà nó lại có mũ. À, chị cần đây. Quần. Sắn. Cái này 201 này. Cái khoác này có giá là 210k, chất cực kỳ đẹp. Chất len dày dặn lắm ý. Chất len rất là dày dặn nhá, đây ạ, chất len cực kỳ dày dặn. Cái này là khuy kiểu như này này. Đây kiểu như này này, đây ạ, kiểu như này nhá. Ở đằng sau có mũ nhá. Ở đằng sau có mũ này, đây ạ, rất là xinh đúng không? Giá là 210k. Áo choàng hiện tại hết rồi ạ. Hiện tại này em hết áo choàng rồi nhá. Bao giờ về thì nhà em sẽ like tiếp cho mọi người. Áo vàng này có giá là 210.000 nhá. 210.000 này. Chất cực kỳ đẹp. Nói chung mặc cái màu này xinh cực. Lên dáng rất là xinh đúng không? Ok chị. Cái váy áo vàng này chốt cho chị Huyên Vu ok ạ. Ok chị Huyên Vu nhá mọi người, áo vàng này hết rồi. Áo vàng này mọi người cũng rất là thích nhỉ, mọi người rất thích áo khoác. Còn đúng duy nhất một cái áo khoác này. Áo khoác hết sạch, còn đúng duy nhất một cái. Hết sạch áo khoác luôn. Đây ạ, áo này giá là 130.000 này. Áo hồng pha nhá. À, chị Hạnh Vu ơi, em chốt cho chị Huyên Vu mất rồi ạ. Chị Huyên Vu comment ở trong máy chủ của em là chị Huyên Vu comment trước rồi nhá. Em cho chị Huyên Vu mất rồi. Chị chọn cái sang màu khác giúp em với ạ. Chị màu khác chưa? Đây nhá, áo hồng này có giá là 130k này. Ghi pha hồng giá là 130. Ai lấy thì chốt cho em là 130 kèm số điện thoại nhá. Màu ghi pha hồng này mặc lên rất là đẹp. Giá là 130.000. Ai lấy thì chốt cho em là 130 kèm số điện thoại này. 130 kèm số điện thoại nhá. Phát còn không nhỉ? Hình như hết phát rồi mọi người ạ. Có một cái phát len dáng ngắn. Có một cái phát len dáng ngắn nhá, màu đen pha đỏ. Phát len dáng ngắn, chất len cực kỳ đẹp luôn này. Đây ạ. Phát len dáng ngắn nhá, có khuy bấm này, khuy bấm nhá. Mẫu này có giá là 210.000 này. Mẫu này có giá là 210.000. Mọi người lấy thì chốt cho em là 210k đen đen nhá. 210k đen kèm số điện thoại. Đây nhá, cài khuy cũng rất là đẹp mà mọi người mặc mặc kiểu khoác không cũng rất là đẹp. Giá 210.000. Chất len này. Chất len dày dặn cực kỳ luôn. Giá là 210.000 nhá mọi người, ai lấy thì chốt cho em là 210 kèm số điện thoại. À, có một cái, còn một khoác cài khuy này. Đây đây nha.
chị Hạnh Vũ ơi, em rõ ràng ở trong máy chủ của em là chị Huyên Vũ đầu tiên mà. Em cũng chốt cho chị ba cái rồi mà. Bây giờ chị lấy cái gì em cũng chốt cho chị mà. Có phải là em sợ không lấy đâu ạ? À? Bởi vì chị cũng là khách quen mà đúng không? Em nhìn thấy chị Hạnh Vũ cũng là khách quen, thế nên là em sẽ không bao giờ sợ kiểu sợ chị kiểu bom hàng đâu ạ. Nhưng mà ở trong máy của em là chị Huyên Vũ chốt đầu tiên. Thế nên là em đã chốt cho chị Huyên Vũ rồi. Bởi vì mỗi máy một người cảm ứng khác nhau ấy chị ạ. Chứ không phải chứ bây giờ một người mà lấy kiểu khách quen của nhà mình lấy nhiều cái một lúc thì có phải là mình sẽ thích hơn là một người khác đúng không ạ? Đây là do em nhìn thấy chị kia chốt trước thôi chứ không phải là em không chốt cho chị đâu. Bây giờ chị khách quen em chẳng muốn bán cho chị rất là nhiều hàng chứ làm sao mà có chuyện là sợ chị không lấy được. Cái mẫu khoác kẻ nhá, chị thông cảm cho em nhá, tại em tại mỗi mẫu chỉ có một cái thế nên là em chốt cho chị kia mất rồi. Chị ơi xem có mẫu em mất bao nhiêu. Ok, cái mẫu áo khoác này có khuy nhá, áo khoác này khuy bấm này. Ok, áo khoác khuy bấm này có giá là 170k này. Chị Hạnh Vũ thông cảm cho em nhá. Áo khoác này có giá là 170.000 này. 170k nhá, giá form rộng. Form rộng dưới 65 cân mặc vừa. Dưới 65 cân mặc vừa của chị Hạnh Vũ cũng có 3 mẫu rồi không chị? Của chị cũng có 3 mẫu mà, chị chốt thì chị lấy thêm cho em. Mọi người chốt càng nhiều thì em càng thích chứ. Tự nhiên một kiểu một đơn đi bao nhiêu mấy mẫu luôn. Giá là 170.000 nhá. Khoác kẻ này giá là 170.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. 170k kèm số điện thoại nhá.